Xin chào mọi người, và để bắt đầu cho chuyên mục hỏi ngắn đáp nhanh của group hội phụ huynh tự dạy Pino cho con em, thì mình sẽ trả lời một câu hỏi của một cô phụ huynh để gửi về cho mình. Thì câu hỏi có nội dung như sau. Ngân ơi, cô chỉ bé lên đàn để đàn bài Chú Sóc Con, nhưng bé cứ thích đánh lung tung, không chú ý. Bây giờ thì phải làm sao? Các bước khác thì bé đều nghe và thực hiện được. Thì đầu tiên thì xin chào mọi người. Đối với câu hỏi của cô Thúy Hằng, mình xin được nói đây là câu hỏi mình nhận được từ cô Thúy Hằng để gửi về cho mình. Thì cô Thúy Hằng hỏi rằng là mình xin được tóm tắt lại câu hỏi. Cô nói rằng là vì sao mà bé chưa có tập trung khi mà ngồi trên đàn, và vì sao mà bé cứ thích là đánh lung tung mà không có thích nghe lời. Thì để lý giải cho cái tình huống này thì mình muốn nói một chút về tâm lý của các bạn nhỏ ở độ tuổi là 3 cho tới 5, 6 tuổi. Ở độ tuổi này thì các bạn vừa mới làm quen với một cái thế giới mới và một cái cuộc sống mới, và vì thế mà các bạn có khá là nhiều những cái sự thích thú và những cái sự tò mò đối với những sự vật, sự việc chung quanh mình. Cụ thể như là đối với cái đàn piano thì các bạn ấy sẽ rất là thích khám phá và rất là thích được tự mình tìm hiểu, và đó là cái cách mà các bạn nhỏ ở lứa tuổi này học tập và phát triển. Như vậy, trong tình huống là khi mà cô Thúy Hằng muốn dạy cho mình nghĩ có thể đây là cháu của cô, khi mà cô Thúy Hằng muốn dạy cho cháu, muốn bé có thể ngồi tập trung và chơi trên đàn, nhưng mà bé lại có những cái cử chỉ như là chỉ thích đánh lung tung và không có thích nghe theo lời cô. Thì đây là một cái động thái, đây là một biểu hiện rất là bình thường của trẻ. Và khi mà trẻ có những cái động thái như vậy đó, thì đối với kinh nghiệm của Ngân và đối với những cái sự nghiên cứu và những sự tìm hiểu về tâm lý học của trẻ mầm non, khi mà trẻ học môn âm nhạc, đặc biệt là môn nhạc cụ piano, thì chúng ta không nên kìm hãm. Người ta hay nói là không nên kìm hãm cái sự hạnh phúc hay là niềm vui đó lại. Thì chính xác là như vậy. Chúng ta không nên ngăn cản cái việc là trẻ muốn khám phá những thế giới, những cái đồ vật xung quanh mình. Mà chúng ta hãy khuyến khích trẻ làm sao để mà khám phá những cái sự vật, sự việc chung quanh trẻ một cách khoa học và nó hiệu quả nhất. Thì trong tình huống mà bạn nhỏ này chơi, có nghĩa là nhấn trên các phím đàn lung tung, thì mình nghĩ nếu như là mình thì mình sẽ cho bạn nhỏ này những cái hoạt động giống như là nhấn vào các phím đàn màu đen, khi giống như là một con sóc mà nó nhảy trên những phím đàn. Thì như cái giáo trình là Chú Sóc Con, giáo trình Chú Sóc Con, thì các bạn nhỏ được học về tiết tấu của hình nốt là nốt đen và nốt trắng. Thì chúng ta có thể cho các bạn nhỏ nhấn vào những cái phím đàn giống như là những chú sóc con mà nhảy trên những phím đàn. Thì nếu như mà các anh chị và các bạn nào có biết về kỹ thuật piano thì cái này nó cũng giống như là khi mà chúng ta chơi staccato trên đàn. Thì các bạn và các anh chị có thể cho trẻ nhấn vào phím đàn bằng ngón số 3 hoặc là ngón số 2. Ví dụ như là chúng ta nói
Bây giờ thì tụi mình hãy cho những con sóc nhảy lên những phím đàn màu đen qua bên khu vực âm cao của đàn hoặc là khu vực bên phải của đàn, thì trẻ sẽ làm theo. Thì trẻ sẽ làm theo và trẻ sẽ rất là thích thú. Chúng ta có thể cho trẻ chơi, chúng ta có thể cho trẻ nhấn hai tay, và khi mà chúng ta vừa nhấn thì chúng ta cũng làm mẫu cho trẻ luôn. Có nghĩa là thay vì là chúng ta nói là con hãy làm đi, thì chúng ta hãy nói rằng chúng ta cùng làm. Thì mà khi mà chúng ta nói cái câu khẩu lệnh là chúng ta cùng làm, thì trẻ sẽ cảm giác giống như là chúng ta đang chơi với trẻ, chúng ta đang hoạt động chung với trẻ, chứ không phải là chúng ta bắt trẻ phải nghe theo hiệu lệnh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thực hiện, chúng ta có thể cho trẻ thực hiện với hai ngón tay là ngón số 3 hoặc là ngón số 2. Thì chúng ta có thể nhấn staccato trên đàn. Như là các bạn có thể tưởng tượng, các bạn, các anh chị và các bạn có thể tưởng tượng như là những con sóc nó nhảy trên cái phím đàn màu đen. Thì có thể là bên trái chúng ta nhấn, ví dụ như chúng ta vừa nhấn và chúng ta vừa nói là sóc nhảy, sóc nhảy, sóc nhảy, sóc nhảy. Thì đứa trẻ nó cũng sẽ làm theo, nó cũng sẽ nhấn trên những phím đàn sóc nhảy, sóc nhảy, sóc nhảy. Rồi cũng có thể là chúng ta có thể thực hiện cái việc là cho những con sóc nó nhảy về phía bên phải của đàn, thì chúng ta cũng có thể nói rằng là rồi bây giờ thì sóc sẽ nhảy qua bên phải nha. Rồi thế là chúng ta sẽ di chuyển qua bên phải. Chúng ta di chuyển qua bên phải. Rồi sau đó thì chúng ta lại nói bây giờ sóc sẽ nhảy qua bên trái, thì chúng ta lại di chuyển qua bên trái. Và chúng ta vừa 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 thực hiện và chúng ta vừa làm như vậy, sóc nhảy, sóc nhảy, sóc nhảy. Rồi. Đó là một hoạt động. Và các anh chị và các bạn cũng, nếu như mà các anh chị và các bạn nào có mua bộ giáo trình này đó, thì trong bộ giáo trình nó có những cái flashcard, màu nó không có màu, nó là cái flashcard nốt nhạc là nốt đen và nốt trắng. Thì cái flashcard nốt nhạc đen và trắng này đó thì chúng ta có thể sử dụng để mà cho trẻ thực hiện những cái tiết tấu bằng cái việc là nhảy trên phím đàn. Ví dụ như chúng ta cho trẻ chơi một trò chơi, như là chơi trò chơi tôi bảo, thì các bạn có thể cho trẻ chơi trò chơi này thường xuyên trong những cái buổi học mà chúng ta học chung với trẻ. Chúng ta ví dụ chúng ta nói tôi bảo, trẻ nói bảo gì, thì chúng ta sẽ nói tôi bảo sóc nhảy phím sóc nhảy nốt đen đó. Thì khi mà chúng ta nói là sóc nhảy nốt đen, có nghĩa rằng là trẻ hiểu rằng là con sóc nó sẽ nhảy liên tiếp với nhau đúng không? Bởi vì chúng ta đã hướng dẫn cho trẻ biết nốt đen có âm thanh là một nốt ngắn, có âm thanh là một cái trường độ ngắn, thì chúng ta cũng sẽ làm mẫu. Các anh chị và các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ nên luôn làm mẫu và chúng ta sẽ nên thực hiện chung với trẻ, chứ không có nên là bắt trẻ hoặc là yêu cầu trẻ phải thực hiện để mà đáp ứng cái yêu cầu của chúng ta. Vì cái lứa tuổi này thì niềm vui thích và sự phấn khởi, sự thích thú trong việc học mới là quan trọng. Ok. Rồi, chúng ta quay trở lại với cái hoạt động rằng là sóc nhảy bằng những phím màu đen và bằng những nốt đen. Thì chúng ta sẽ nói là tôi bảo sóc nhảy nốt đen. Thì đó, thì lúc đó là con sóc nó sẽ nhảy là đen, 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 đen. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói tôi bảo, bảo gì, tôi bảo sóc nhảy nốt đen qua bên phải của đàn. Thì có thể là chúng ta đã dạy cho trẻ biết bên nào là bên phải, bên nào là bên trái. Nếu như mà các anh chị và các bạn vẫn chưa có dạy về cách phân biệt trái phải, thì có thể chúng ta nên thực hiện cái công việc này. Bởi vì khi mà trẻ học chơi đàn piano thì trẻ sẽ cần biết bên nào là bên trái, bên nào là bên phải. Ok, thì khi mà trẻ nghe cái hiệu lệnh như vậy thì trẻ sẽ thực hiện là nhảy phím đen. Ok, thì các bạn, các anh chị nhớ là sẽ luôn 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 là làm mẫu, luôn làm mẫu trước. Rồi chúng ta sẽ làm đen 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 đen, và làm sao nó tạo ra phím đen à? Các bạn, các anh chị sẽ nhảy, nhấn vào cái phím đàn, nhảy như thế này.
Và nhớ là chúng ta sẽ nên giữ thêm phách đều. Giữ thêm phách đều. Giữ thêm phách đều ha. Rồi. Như vậy chúng ta cũng sẽ có phím trắng đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ xin lỗi, chúng ta cũng sẽ có nốt trắng. Rồi chúng ta cũng sẽ thực hiện hoạt động đó là tôi bảo, bảo gì, tôi bảo các tôi bảo sóc con hãy nhảy với nốt trắng. Thì lúc này các bạn ấy sẽ nhảy là nó sẽ dài hơn một chút. Trắng 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 trắng. Ok. Và đó là một trong những hoạt động mà chúng ta có thể sử dụng để mà cho trẻ định hướng được cái việc là trẻ khám phá ra những âm thanh ở trên đàn, những âm thanh về phía bên trái của đàn hoặc là những âm thanh về phía bên phải của đàn. À, ok. Rồi, như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ, trong livestream ngày hôm nay mình đã chia sẻ về câu hỏi của cô Thúy Hằng và câu trả lời của mình với tình huống mà cô Thúy Hằng đã đưa ra cho mình. Hy vọng các anh chị và các bạn cũng sẽ có những câu hỏi để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và cùng nhau học hỏi để giúp cho các con, các bạn nhỏ có những giờ học piano tại nhà thật là vui và thật là lý thú. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn vào câu hỏi lần sau. Bye bye!